Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay xã Xuyên Mộc ha, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản diện tích tương đối là cũng lớn á chị, nằm nằm khu dân cư, nhà san sát luôn chị ha. Diện tích thì khoảng là gần 3.000 m², sẵn 250 thổ cư, đặc biệt nữa là trên đất có sẵn hai căn nhà luôn anh chị ha. Nói chung là giá trị về căn nhà thì không có, nhưng mà nhà thì hiện tại đang ở anh chị đó. Rồi, trước khi đi vào review bất động sản thì em Điền sẽ nói sơ về cái vị trí mà em Điền đang đứng đây ha. Hiện tại em Điền đang đứng đây thì cách cái trung tâm xã Xuyên Mộc khoảng là hơn một cây số một chút xíu thôi đó. Cái vị trí em Điền đang đứng đây thì gần ngay cái chỗ mà ngay cái tuyến đường mà quốc lộ 55 cũ anh chị ha. Đi ra đây này, đi ra đây xíu là ra gặp ngay cái quốc lộ 55 cũ bên này này ha, và mình chạy thẳng đường này xuống là mình sẽ gặp ngay quốc lộ 55 mới đó. Mình đi Bông Trang, Bình Châu là đi ra đường đó, mình đi đường này ha. Còn mình ra đó mình đi rẽ tay phải thì mình đi xuống ngay trung tâm xã đó, và tới ngay đó là dường như là gặp ngay ngã tư Xuyên Mộc rồi ha. Ngã tư đó thì mình đi thẳng nữa thì mình sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh nè, đi Đồng Nai, đi thành phố Bà Rịa vân vân. Nói chung là giao thông thuận tiện ha. Còn rẽ phải mình sẽ đi Hòa Hội, Hòa Hiệp đó. Và rẽ trái mình đi ra thì mình sẽ ra trung tâm huyện cũng như thị trấn Phước Bủ ha. Thì khoảng đâu đó đi ra thị trấn Phước Bủ khoảng đâu đó là 5 cây số, chưa tới đâu, khoảng 5 cây số đi ha. Đó, mình đi ra đường đó và mình đi ra đây cũng được anh chị ha. Đi ra giao quốc lộ 5 mình rẽ tay phải mình đi xuống thị trấn cũng được ha. Cũng lên quanh đâu đó là 4 đến 5 cây số thôi ha, cũng gần. Đó. Rồi, đó là cái vị trí mà Điền mô tả sơ bộ ha. Đó. Đi ra hướng này thì mình gặp ngay cái công ty may mặc ha. Công ty may mặc đó cũng lớn đó, khoảng là mấy ngàn nhân viên đó, mấy ngàn công nhân ở làm ở đó ha. Và cái vị trí mình thì cách cái công ty đó thì khoảng đâu đó là mấy trăm mét thôi anh chị ha. Đi ra đường này là gặp à đó. Rồi bây giờ đây cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu nằm ngay đây ha. Đó. Đó, cái vấn đề chính của mình nằm đây rồi. Đó thì trước khi ấy đi vào, em đi vào trong thì em mô tả sơ về cái cơ bản của bất động sản mình ha. Bất động sản mình có diện tích nha, là ngang 23 mét hơn ha. Từ ranh này, từ cái rào này ha, qua bên giáp cái nhà mới xây luôn ha. Cái nhà mới xây xong luôn ha. Đó. Giáp tới đây là 23 mét hơn luôn anh chị. Sâu vào trong là 160 mét ha. Nói chung là cái vị trí này là vị trí đất khu dân cư. Đa số ở đây là tính nước mát hết, nhưng mà riêng bất động sản này thì không thể nào tính nước mát được anh chị. Tại vì chiều sâu nó quá là sâu, 160 mét. Ha, rất là sâu. Và trung bình xung quanh đây thì chiều sâu khoảng là 40-50 là quá ok rồi, nhưng mà bất động sản mình đặc biệt chiều sâu rất là tốt anh chị ha. Đây, rồi bây giờ em đi sẽ đi vào ha. Thì như ban đầu em đi cũng có nói đó, có sẵn 250 thổ cư rồi. Nói chung là cái khu vực này nếu mà lên thổ cư không là 1 m² ít nhất là phải gần 3 triệu 1 m² anh chị. Ít nhất nha, đó là em đừng nói ít nhất, nhưng mà đất mình thì đang có sẵn là 250 thổ cư rồi. Và phủ hầm toàn bộ, nói chung là mình có thể lên thêm thổ cư theo cái sở thích của mình ha. 250 là quá quá đủ rồi. Đó. Vị trí này thì đang có điện điện 3 pha rồi ha, và đang sử dụng là nước máy rồi. Đây, cái hộp nước máy của mình đây ha. Đó. Rồi bây giờ em Điền đi vào trong ha. Cái chất đất ở đây thì đất đất thịt anh chị ha. Đất nói chung là đất cũng tốt đó. Cũng có pha một chút cát, đất cát. Chúng pha một chút đất cát đây. Đi vào trong thì nói chung là cũng sơ thôi. Đây có một cái đây, nói chung là trên đất thì có hai nhà ha. Nhà này với nhà kia, nói chung là nhà đang ở ha, nhà người ta đang thuê ở ha. Nói chung là nhà thì cũng không không có được gọi là đẹp cho lắm, nhưng mà nhà bình thường thôi anh chị, nhà cấp 4, nhà vườn bình thường thôi. Có sẵn hai nhà này thì nói chung là cô chú chị mình mua đầu tư làm nhà vườn, hoặc là vừa làm nhà vườn vừa đầu tư được luôn ha. Thì mình có thể sửa sang này cũng rất là đẹp đó. Nhà này cũng đang ở luôn ha. Hai nhà nói chung là đang ở hiện hữu luôn. Đó. Bây giờ em đi vào phía trong mà quay, vừa quay vì vừa ấy luôn ha. Thì cái giá mà gia chủ mình đang kêu bán là khoảng 1 triệu 6 đến 1 triệu 7 1 m² á chị ha. Tương đương là tổng bất động sản mình thì đang có khoảng
2.800 mấy mét vuông đó, thì tổng bất động sản mình đang bán là một là 4 tỷ 5 ha, 4 tỷ 5. Đó, như mình nói rồi thì cái bất động sản này không thể nào chiếm đất mát được. Hậu mình thì cái đất mình thì sâu 160 và hậu mình theo kiểu anh L anh chị ha. Nói chung là đa số thì một cái mảnh đất mà có chiều sâu khá là sâu này thì ít khi mà có cái bất động sản nào mà vuông vức lắm chị ha. Đó, nó có hình anh L luôn phía sau ha. Ở sau mình có một cái ao phía sau nữa. Anh chị có thể thấy nè, ở sau thì sau nhà thì có trồng những cái cây ăn trái ha, sơ sơ thôi. Có mấy cái nhãn cũng có nhiều năm tuổi rồi đó. À, cây dừa đâm trái rất là nhiều luôn ha. Đây anh mình thì cứ đi theo cái rào B40 này thôi. À, đi lui phía sau thôi. À, gia chủ mình thì có rào lại cái này để mà nuôi gà ha. Nuôi gà nuôi vịt thôi. Chứ không phải là ranh mình tới đây đâu nha. Ranh mình là lui phía sau nữa. Thì cái này phía mì phía sau này cũng đang cho người ta trồng nhờ thôi anh chị. Đây cột mốc của mình này. Ranh mình thì giáp qua phía bên cái đám nhãn kia của người ta ha. Đó. Đang ở phía sau đang cho trồng mì nhờ thôi. Nói chung mì thì trồng cũng nhanh ha. Khoảng 2 3 mùa mưa, 2 mùa mưa gì đó là thu hoạch rồi. Lui thẳng phía sau. Đất mình thì nói chung là về so với mặt tiền đường thì nó cũng không có thấp quá anh chị. Nó xem thôi, nó cũng gần bằng với đường thôi. Cũng không thấp lắm. Thì lui phía sau thì nó hơi triền một chút xíu, hơi triền lui chút xíu ha. Từ Sài Gòn mà cô chú di chuyển về đây thì khoảng khoảng là 2 tiếng đồng hồ à. Mà tương lai thì có cái cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu xuống đây thì cũng gần nữa anh chị ha. Khoảng hơn tiếng đồng hồ là tới đây rồi. Thì về việc di chuyển thì rất là thuận tiện anh chị. Sẽ nối với lại vòng xoay quốc lộ 56 ha. Đi về đây ha. Đất mình thì lui phía sau đây. Đây ranh mình giáp bên này ha, đổ qua này đó, và ở chỗ này nè mình sẽ nở hậu anh L ra, mình sẽ nở anh L, không phải nở hậu, mình nở anh L ra đây ha. Đó. Và vòng lui ôm luôn cái ao này luôn ha, ôm luôn cái ao này đó đó. Nói chung hậu mình thì khoảng 21 mét ha, 21 mét hơn hậu mình thì hơi bóp chút xíu, nhưng mà cái đất có diện tích lớn thì nó vậy rồi. Có hồ này ha. Đó. Rồi, nói chung là cái vị trí này thì nằm khu dân cư gần cũng gần trung tâm xã, mà giá này thì cũng quá là rẻ anh chị ha. Đó, cô chú chị có thể phía trên đó mình có thể mình cắt ra mình bán bớt, hoặc là có nghĩa là em đi nói đó thì vừa có thể đầu tư vừa có thể làm nhà vườn được luôn anh chị ha. Đó. Một cái diện tích rất là nhiều nằm khu dân cư ngay trung tâm xã ha. Đó. Và gần những cái công ty may mặc có rất là nhiều, rất là đông công nhân ha. Đó, mình có thể là xây thêm một cái dãy trọ gì đó mình cho thuê vẫn được anh chị. Đặc biệt cái chỗ này thì có rất là nhiều xưởng ha. Đó. Tư nhân cũng có, công ty cũng có, nói chung là người làm tại nhà cũng có, nhiều lắm. Cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi cái kênh bất động sản của em ha. À, em đi xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau của em đi. Xin chào và hẹn gặp lại.